Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sáng 17 tháng 9 năm 2022. Mặc dù trời còn chưa sáng, nhưng rất nhiều phụ huynh đã cùng con mình tới trường đợi làm thủ tục nhập học. Nhà ở Đắk Lắk nên hai cha con ông Đại Thời đón xe khách từ 7 giờ tối. Con gái ông lần đầu đi xa gia đình nên ông không an tâm để con đi một mình. Mình nghe nói là nhập học cho tân sinh viên á, để xếp hàng rất là sớm. Xe nó đến đây cả tầm 4 giờ rồi. À, mình thấy con gái đỗ được đại học thì con gái rất là mừng. Và mình làm bộ thì mình cũng cảm thấy mình chia sẻ niềm vui với con và mình cũng mừng. Rồi lên môi trường mới thì con gái thì bỡ ngỡ vì ở tỉnh lẻ lên thành phố mà. Thành phố lớn rồi cũng nhiều bỡ ngỡ, nhưng mình cũng có một phần lo lắng. Cho nên mình cũng chúc cho con hòa nhập với môi trường mới. Bên cạnh đó, ông cũng muốn lên sớm để đăng ký cho con mình vào ở ký túc xá của trường. Mình đến sớm một lý do nữa là để đăng ký cho cháu vào ký túc xá. Bởi vì mình nghe nói ký túc xá trên trường nói là chỉ có hình như là 1.500 em thôi. Nếu mà đến buồn sẽ thì hết phòng ký túc xá. Từng sinh viên mới thì nó rất là bỡ ngỡ. Mình có ý định cho con vào ký túc xá mà ở tiền hơn phòng trọ. Đúng như lời ông Thời, theo thông tin từ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ký túc xá của nhà trường có sức chứa khoảng 3.000 sinh viên, trong đó có khoảng 1.500 tân sinh viên được xét duyệt ở ký túc xá. Những tân sinh viên không ở ký túc xá, đội sinh viên tình nguyện sẽ hỗ trợ tìm kiếm nhà trọ ở xung quanh trường. Ngoài chuyện ký túc xá, tới trường nhập học, con gái ông Thời mặc dù háo hức nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng khi mọi thứ đều mới mẻ. Khó khăn nhất là em chỉ thấy lạ chỗ, không có quen ai hết, nên đây mình bắt đầu kết bạn. Không biết anh chị lúc nào mới lại nghe trên Sài Gòn thì cũng nhiều đa cấp này nọ nên mình hơi căng thẳng. Nhà cũng ở tỉnh Đắk Lắk, nhưng do ở cách xa trung tâm huyện nên chị Trần Thị Thường phải đón 3 chuyến xe mới tới được trường. Chị mang theo rất nhiều đồ đạc để con ở lại nhà người quen, chờ ngày học chính thức. Mẹ đi, mẹ gần con thì con gái mà. Dễ tâm sự rồi, mình cũng... Nói chung người mẹ là lo cho con nhiều lắm, lo là lo ra mặt, cha thì cũng lo nhưng mà nhiều khi để trong lòng. Bé học chị cũng mong là học ở trong đây là tiếp thu kiến thức rồi xong mà ra trường á, bé có việc làm, công việc ổn định. Đó là cái mong muốn lớn nhất của chị. Để tạo thuận lợi cho học sinh nhập học, trường đã phân ra nhiều khu vực khác nhau. Tại mỗi khu vực đều có các tình nguyện viên đứng hướng dẫn, hỗ trợ các tân sinh viên. Quang cũng thức, không có ngủ được. Hôm đến ngày nhập học, chuẩn bị từ hồi mấy ngày trước luôn rồi. Chuẩn bị cả tuần rồi, mọi thông báo trên trường là coi hết. Bắt đầu nhập học, nhiều phụ huynh không chỉ chuẩn bị về tinh thần khi xa con, mà còn phải chuẩn bị các khoản tiền đầu năm cho con. Mặc dù vậy, trong mắt họ vẫn tràn đầy hy vọng con mình sẽ có thể học tập thật tốt, không phụ lòng ba mẹ.